Tôi xin khu trú vào cái hai cái tác nhân mà như thầy Hoàng Anh đã đề cập tới, đấy là hai cái tác nhân mà nó khó trị nhất trong cái viêm phổi cộng đồng, và cái tỷ lệ ở tại Việt Nam cũng không phải là ít. Chúng ta biết là khi mà chúng ta đã điều trị kháng sinh ngay từ đầu mà thích hợp, tức là đúng vi khuẩn sớm, đủ liều, kháng sinh đạt chất lượng thì chúng ta sẽ đạt được thành công. Còn nếu mà chúng ta điều trị ngay từ đầu không có phù hợp thì tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng lên. Do đó trong nghiên cứu này chúng ta thấy là cái điều trị ngay từ đầu về lâm sàng cũng như là cái tỷ lệ sống còn nó sẽ gia tăng lên đáng kể sau khi mà chúng ta đi điều trị một cái kháng sinh nó thích hợp. Do đó mà cái vấn đề mà chúng ta tuân thủ điều trị theo guideline ở mỗi địa phương nó rất quan trọng. Đặc biệt là trong năm nay chúng ta thấy có guideline của Bộ Y tế là một cái hướng dẫn cũng rất là đáng lưu ý để chúng ta có thể áp dụng thành công trong cái điều trị viêm phổi cộng đồng. Thì chúng ta biết là trong cái chương của guideline 2019 của ITS, ADSA thì cũng nhấn mạnh đến cái riêng một cái câu hỏi số 11. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà điều trị viêm phổi cộng đồng nội trú mà do tụ cầu kháng Methicillin và Pseudomonas thì chúng ta sẽ dùng cái điều trị như thế nào để cho nó hợp lý nhất. Bởi vì trong cái khuyến cáo guideline này thì người ta loại trừ cái viêm phổi liên quan trong sức y tế ra, bởi vì trước đây người ta đã sử dụng cái viêm phổi trong sức y tế như là một cái điều trị viêm phổi vi khuẩn đa kháng ở trong bệnh viện. Do đó mà cái chuyện mà chúng ta lạm dụng cái kháng sinh phổ rộng rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong từ 2007 cho tới 2019 thì người ta nhận thấy là cái chuyện đó nó cũng không hợp lý, bởi vì không phải là tất cả những viêm phổi liên quan trong sức y tế là do vi khuẩn đa kháng hết, do đó mà nó được loại trừ ra. Do đó mà chúng ta thấy bây giờ có hai cái viêm phổi cộng đồng trên cái nhóm nguy cơ mắc vi khuẩn đa kháng và viêm phổi bệnh viện, chứ không còn cái viêm phổi liên quan trong sức y tế để đề cập tới. Tuy nhiên thì cái điều này chúng ta cũng phải nhấn mạnh là mỗi cái vấn đề chăm sóc y tế của mỗi nước nó mỗi khác. Có thể ở Việt Nam vẫn còn có những cái trung tâm chăm sóc y tế mà tại đó cái viêm phổi đa kháng có thể nó xảy ra. Ví dụ như là những cái nơi mà điều trị cho những người lớn tuổi, những trung tâm dưỡng lão vân vân, mà ở đó cái điều kiện vệ sinh nó cũng không có được tốt như là các nước ngoài. Do đó mà chúng ta cũng cần có những cái nghiên cứu về sau này để chúng ta xem coi là những cái viêm phổi liên quan chăm sóc y tế có phải là do vi khuẩn đa kháng hay không, hay là do những vi khuẩn giống như là cộng đồng. Thì trong cái khuyến cáo liên quan tới vấn đề điều trị tụ cầu kháng Methicillin và Pseudomonas thì những trường hợp mà nó liên quan như vậy đó, chúng ta phải xác định được yếu tố nguy cơ của hai cái nhóm tác nhân này để chúng ta khu trú và chúng ta điều trị. Thì cái vấn đề mà khi mà chúng ta đã điều trị như vậy đó thì chúng ta căn cứ vào những yếu tố nguy cơ đã được công bố ở tại địa phương, còn nếu mà không có thì chúng ta phải tiến hành làm những nghiên cứu để mà chúng ta xác định được cái yếu tố nguy cơ của nhiễm tụ cầu kháng Methicillin ở tại Việt Nam là như thế nào và Pseudomonas là như thế nào. Chúng ta không thể là copy hết tất cả những cái gì mà của Mỹ vào Việt Nam để chúng ta xác định nó yếu tố nguy cơ. Do đó mà cái nhiệm vụ của bác sĩ về hô hấp liên quan tới vấn đề mà khảo sát những yếu tố về dịch tễ học, nguy cơ những vi khuẩn kháng thuốc, nó cũng là một cái nhiệm vụ sắp tới của các hội để chúng ta làm. Nếu mà không có sẵn tại địa phương thì chúng ta phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc. Ví dụ như Bộ Y tế ra cái hướng dẫn như vậy, chúng ta tuân thủ theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế và chúng ta điều trị như vậy. Và cho đến chúng ta sẽ điều trị theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế, và dĩ nhiên là trong những trường hợp mà đối với tụ cầu kháng Methicillin hay là Pseudomonas hay những vi khuẩn mà đa kháng mà chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải tiến hành nhuộm ram đàm, cấy đàm trước khi mà chúng ta điều trị kháng sinh, bởi vì cái điều này nó rất là quan trọng. Ở ngoại trú thì người ta không cần phải làm như vậy, không cần phải lấy đàm, không cần phải cấy, nhưng mà đặc biệt ở nội trú là bắt buộc phải làm. Cái đó là cái động tác đầu tiên để chúng ta có thể có cơ hội để chúng ta có thể thay đổi cái điều trị. Còn nếu chúng ta không làm thì cái vấn đề mà nó không đáp ứng sau này chúng ta rất lúng túng, chúng ta thay đổi kháng sinh mà nó không có một cái định hướng nào hết. Do đó vấn đề mà nhuộm ram, cấy đàm ở tại phòng cấp cứu, ở tại khoa phòng chúng ta nên triển khai. Thật sự ra cái điều này ở tại Việt Nam thì rất khó khăn chứ không phải dễ. Các bạn ở phòng cấp cứu ít khi nào các bạn lấy đàm, các bạn nhuộm ram, nhuộm cấy cho bệnh nhân của chúng ta lắm. Thậm chí ở khoa phòng vào ban đêm thì khoa vi sinh hầu như là đóng cửa, không tiếp nhận cái mẫu đàm đó. Và để tới ngày hôm sau mà bác sĩ khi mà nhận vào trong khoa phòng phải điều trị kháng sinh phổ rộng, phải điều trị kháng sinh cho bệnh nhân nặng,
Thì lúc đó điều trị xong rồi sáng mai với lấy đàm thì lúc đó nó cũng không có đạt được cái yêu cầu. Do đó mà cái chuyện thay đổi này là cái chuyện thay đổi rất là quan trọng, nhưng mà cũng không phải dễ. Cái đó cái quy định của ban giám đốc, chúng ta phải khởi động lại cái vai trò của nhà vi sinh lâm sàng, nó rất quan trọng trong trường hợp này. Do đó mà chúng ta thấy là chúng ta phải điều trị và chờ tới dữ liệu vi sinh để chúng ta có cái khuyến cáo. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy là chất lượng bằng chứng là thấp chứ không có cao. À, nghĩa là chúng ta phải làm nhưng mà chưa có một nghiên cứu nào để mà thuyết phục dựa trên bằng chứng để chúng ta phải tuân thủ theo những cái điều này hết. À. Như vậy thì chúng ta sẽ xem về những cái dữ liệu ở tại Việt Nam cũng trên thế giới về cái tụ cầu kháng sinh như Pseudomonas như thế nào để chúng ta có thể theo. Thì chúng ta biết là cái tụ cầu là một cái tác nhân mà nó rất nhiều ở ngoài cộng đồng chứ không phải là ít. À, và có thể nó gây nhiễm trùng với tỷ lệ cũng không phải là nhỏ. Và nó sinh ra rất là nhiều cái men. À, thí dụ như coagula, saplokina, hyaluronida, rồi leukocidin. Đặc biệt là những cái men leukocidin này đối với cái tụ cầu ở ngoài cộng đồng gần như là 100%. Do đó các bạn thấy là nhiễm trùng ngoài tụ cầu ngoài cộng đồng nó lại nặng hơn là nhiễm trùng tụ cầu ở trong bệnh viện. Và có thể nó gây nhiễm trùng đa cơ quan. À, và nó tiến triển rất là nhanh do cái hiện tượng ly giải cái bạch cầu này. Và đồng thời cũng những cái độc tố ở ruột, độc tố ở da, vân vân, nó làm cho những cái biểu hiện của tụ cầu nó rất là phong phú. À, từ tiêu chảy, từ cái viêm phổi hay là những cái nhiễm trùng ở đa cơ quan, nhiễm trùng ngoài da vân vân, nó làm cho cái bệnh cảnh của tụ cầu ngoài cộng đồng nó rất là nặng. Thì chúng ta biết là cái tình hình đề kháng của cái tụ cầu thì nó có thể nó liên quan tới cái đột biến gen và nó giảm cái lực, giảm ái lực của cái thụ thể nó gắn protein, và đồng thời có thể nó tiết ra cái men beta-lactama để nó phá hủy những cái kháng sinh. Do đó chúng ta thấy là phần lớn cái tụ cầu ở ngoài cộng đồng cũng như ở trong bệnh viện là nó đề kháng với penicillin và những kháng sinh thông thường, và sự đề kháng đó có thể nó lan rộng ra từ cái chủng này sang chủng khác, có thể qua trung gian plasmid hoặc là qua cái hiện tượng nhảy gen. À, làm cho cái quá trình mà đề kháng nó xảy ra rất là nhanh chóng ở ngoài cộng đồng như trong bệnh viện. Chúng ta thấy là so sánh giữa cái tụ cầu trong bệnh viện như tụ cầu ngoài cộng đồng, chúng ta thấy là cái tiết ra cái những cái toxin leukocidin nó gần như 100% đối với ngoài cộng đồng. Do đó vấn đề điều trị ở ngoài cộng đồng cực kỳ khó. Ở những thập niên 80-90 thì cái chuyện nhiễm trùng do tụ cầu ở ngoài cộng đồng rất là nhiều. Từ cái nhiễm trùng da, thời đó cái kinh tế chúng ta nghèo, dân cái vấn đề vệ sinh nó cũng rất là yếu, do đó mà chúng ta thấy nhọt mông rồi ghẻ lở rất là nhiều, và cái nhiễm trùng tụ cầu nó cũng rất nhiều, nhiều khi là một cái nhọt như vậy nó rồi lấy lá đắp lên rồi nặng mũ vân vân, nó gây ra nhiễm trùng huyết, nó gây ra viêm phổi rất là thường, và nó tạo ra những cái tổn thương ở nhiều, rất là nhiều cơ quan, và nó gây ra những cái hậu quả rất là khó để chúng ta giải quyết. Ví dụ như là áp xe phổi hoặc là mũ màng phổi, viêm khớp rồi viêm cột sống vân vân, tất cả nó liên quan tới cái nhiễm trùng đó. Do đó vấn đề xem xét về dịch tễ học thì cái nguy cơ chúng ta thấy là đối với một trường hợp viêm phổi cộng đồng mà nặng thì chúng ta nên bao phủ những cái tụ cầu kháng penicillin, thậm chí tụ cầu nhảy penicillin ở ngoài cộng đồng. Đặc biệt là trong mùa cúm là một trong những cái yếu tố mà nó sau khi xảy ra cúm thì cái nhiễm trùng viêm phổi do tụ cầu nó lại gia tăng lên. Như trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy là liên quan tới 47% nó nhiễm siêu vi trước đó, và tới 33% là xét nghiệm xác định dương tính với cúm, và chúng ta thấy là 51% tử vong trong vòng có 4 ngày thôi khởi phát triệu chứng, rất là nặng. Và đặc biệt là chúng ta thấy là những cái nhóm mà dân số lớn tuổi mà trong những cái khu dưỡng lão mà bị cúm á, thì nữ ra cái những cái người đó là những người mà có nguy cơ tử vong rất là cao, mà tử vong nó lên tới 50%. Về cái vấn đề bệnh nhân ICU thì chúng ta thấy là khi mà bệnh nhân nhập ICU thì thường thường là nó sẽ theo cái giai đoạn nặng, ví dụ như là thang điểm bọt tới khoảng 4 hay là 5. Cái đó những bệnh nhân đó thì thường thường hay nhập ICU. Thì thường thường ngoài những cái phế cầu ra, chúng ta thấy là cũng phần lớn nó cũng liên quan tới vi khuẩn gram âm, và nó liên quan tới Pseudomonas, liên quan tới tụ cầu. Đây là những cái mà chúng ta lưu ý, đặc biệt là những bệnh nhân mà cần phải nhập viện để thở máy, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết hay là bị sốc nhiễm khuẩn, thì cái vấn đề mà điều trị bao phủ cho hai tác nhân này là chúng ta cũng nên đặt ra.
Và đây là những cái mối liên quan giữa cái nhiễm virus và cái nhiễm vi khuẩn. Sau khi mà nhiễm virus thì chúng ta thấy vấn đề mà cúm A, những bệnh nhân mà giảm đáp ứng với bạch cầu, những bệnh nhân mà tổn thương những cái hệ miễn dịch, thì chúng ta thấy là liên quan tới phế cầu, là liên quan tới tụ cầu khá là nhiều. Đó, cho đó mà chúng ta thấy là sau cái nhiễm virus, đặc biệt là virus cúm, thì chúng ta lưu ý đến cái chuyện mà nhiễm tụ cầu. Và đây chúng ta thấy là ở trong cái nghiên cứu anh Shop, chúng ta thấy là các tác nhân mà vô cam mâm cũng khá là nhiều. Nếu mà do tính ra Klebsiella nó 15%, do Pseudomonas khoảng 7%, và tụ cầu thì khoảng 5% ở ngoài cộng đồng. Và trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy là tại Việt Nam, cái tụ cầu mà kháng penicillin nó chiếm 28% đối với tụ cầu ngoài cộng đồng. Đây là một cái điều mà mình cũng nên lưu ý, để chúng ta thấy là vấn đề dịch tễ học, một cái viêm phổi vô vi khuẩn gram mâm cũng như tụ cầu nó khá thường xuyên ở các nước châu Á, cũng như trong đó có Việt Nam chúng ta. Và trong nghiên cứu anh Shop chúng tôi làm năm 2001 cũng 2003, chúng ta thấy là những cái vi khuẩn như Pseudomonas nó chiếm khoảng 8%, và năm 2003 cái tỷ lệ đó khoảng 5%, và tụ cầu thì cũng vậy, cũng khoảng 5% ở trong cái nghiên cứu đó. Và gần đây thì trong nghiên cứu của ICRI, cái hộp phổi Việt Nam, chúng ta thấy là những cái tác nhân mà liên quan tới những cái vi khuẩn gram mâm, và chúng ta thấy nó lên tới khoảng 21%. Như vậy chúng ta thấy là những cái vi khuẩn gram mâm ở tại Việt Nam, ngoài cái chuyện mà do phế cầu hay Haemophilus, thì cái tác nhân đó nó cũng khá là thường gặp, nó chiếm khoảng 20%, 25%. Và trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy là những cái nguyên nhân do tụ cầu hay là Pseudomonas, chúng ta thấy là cũng ở tại châu Âu, chúng ta thấy nó cũng chiếm tới 10%, chứ không phải là thấp đối với các nước ở châu Âu. Và như vậy là trên những cái người mà trên 65 tuổi mà bị viêm phổi cộng đồng, thì chúng ta thấy là trong cái nhóm tử vong thì cái nhóm mà trên 65 tuổi, do đó mà những người tác nhân kháng thuốc với lớn tuổi, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ của một cái tình trạng tử vong. Chúng tôi làm cái nghiên cứu tại Chợ Rẫy thì chúng ta thấy là cũng đợt cấp CBD và đợt cấp CBD bệnh nhân kèm theo cái viêm phổi, thì cái này thường đa phần là những bệnh nhân ở dưới tỉnh chuyển lên, thì chúng ta thấy là cái Pseudomonas nó chiếm tới 18%, Acinomamony 18%, và đối viêm phổi thì Pseudomonas 17%, Acetabomony chiếm tới 2%. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ gam mâm mà nó đa kháng thuốc nó rất là cao đối với những bệnh nhân mà không đáp ứng điều trị ở tại địa phương, chuyển lên tại Chợ Rẫy. Một nghiên cứu khác của chúng tôi làm cũng tại Chợ Rẫy, thì chúng ta thấy là cái những bệnh nhân mà viêm phổi, khi mà chúng ta cấy bằng phương pháp thông thường thì tới 71% không có phát hiện được tác nhân. Thì những cái nhóm mà trên được phát hiện tác nhân là Pseudomonas chiếm 5,5% và tụ cầu là 4,1%. Nhưng mà khi mà làm cái PCR thì chúng ta thấy là cái tụ cầu này nó chiếm tới 9,6% và Pseudomonas là 5,5%, và không phát hiện tác nhân cũng được giảm đi xuống còn 42,5%. Là những bệnh nhân mà có cái tình trạng viêm phổi ở tại bệnh viện Chợ Rẫy. Như vậy thì những cái yếu tố nguy cơ mà tổng hợp trong những cái y văn thì chúng ta thấy là cái yếu tố nguy cơ mà liên quan tới tụ cầu kháng penicillin thì cái vấn đề mà trước đây có nhiễm tụ cầu đã được chứng minh, cái đó là một yếu tố quan trọng. Thứ hai là điều trị kháng sinh trong 90 ngày qua. Thì hai cái yếu tố này là hai yếu tố mà hầu hết những cái nghiên cứu người ta đề cập tới lặp đi lặp lại. Cho đó mà đây là một hai cái yếu tố nguy cơ. Ngoài ra thì những cái yếu tố khác nó cũng có yếu tố, nó cũng chúng ta cần cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn kháng sinh để bao phủ tụ cầu. Những cái thang điểm, thí dụ như là bệnh nhân có 3 bệnh đi kèm theo, hoặc là thang điểm BSI 4 năm, sống trong cái viện điều dưỡng, hoặc là hiện diện có một cái nhiễm trùng vào lúc thời gian nhập viện, hoặc là dùng kháng sinh trước đó, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ của một cái nhiễm tụ cầu kháng penicillin ở ngoài cộng đồng. Và tình hình kháng thuốc thì gần như là nó kháng tất cả những kháng sinh, và chỉ trừ có cái vancomycin là nó không bị đề kháng. Nhưng mà hiện nay thì cái tụ cầu ở ngoài cộng đồng, cái vancomycin nó cũng đã giảm cái hiệu quả. Tác nhân thứ hai là cái Pseudomonas aeruginosa, thì cái này đáng sợ cái là ngoài ra những cái tác nhân nó hiện diện trên những người lớn tuổi, những người bệnh phổi cấu trúc, và tạo cái điều kiện cho nó sản xuất những cái biofilm ở những bệnh nhân mà có đặt những cái catheter hoặc là đặt nội khí quản, thì đó là những cái mà làm cho cái điều trị nó không có hiệu quả. Và bệnh nhân cũng vậy, nhập viện trong giờ cho nhập viện và mới dùng kháng sinh trong 90 ngày qua, hoặc là phân lập Pseudomonas trước đó, là những cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng để chúng ta hướng tới cái điều trị một cái viêm phổi nặng. Mà có những yếu tố này thì chúng ta phải bao phủ luôn cả vi khuẩn không điển hình, Pseudomonas. Và chúng ta thấy là
với cái điều trị Pseudomonas mà ban đầu thích hợp, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi khá là nhiều so với những cái người mà chúng ta điều trị ban đầu không thích hợp đối với tác nhân này. Như vậy thì trong cái khuyến cáo của ATS 2019 thì chúng ta thấy là trong cái vấn đề mà chúng ta lấy cái dữ liệu vi sinh rất là quan trọng để chúng ta điều chỉnh cái vấn đề điều trị sau này nếu mà nó có cái vấn đề kháng thuốc xảy ra. Thì một cái lưu đồ này chúng tôi thấy là nó rất là hợp lý đối với cái điều kiện hiện nay ở tại Việt Nam. Thì trong vấn đề mà chúng ta điều trị, chúng ta xem xét những yếu tố, thí dụ bệnh nhân có cần phải thở máy hay không, hay là có sốc nhiễm trùng. Nếu có cả hai yếu tố này thì chúng ta điều trị như vi khuẩn đa kháng, trong đó có Pseudomonas, chúng ta điều trị như Bepirovirsen, Tazobactam và những kháng sinh chống cái chống Pseudomonas kết hợp với Levofloxacin hoặc là Ciprofloxacin. Nhưng mà lưu ý chúng ta thấy là Ciprofloxacin là 400mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ, nghĩa là chúng ta có dùng cái liều gấp đôi cái liều thông thường trước đây, và chúng ta phối hợp thêm với vancomycin hoặc là những kháng sinh khác để chúng ta bao phủ luôn. Như vậy là những trường hợp nào mà thở máy hoặc là sốc nhiễm trùng, chúng ta bao phủ luôn cả Pseudomonas và tụ cầu. Còn nếu mà không có hai yếu tố này thì chúng ta xem xét coi là bệnh nhân này đã dùng kháng sinh trong 90 ngày trước chưa. Có thì chúng ta cũng điều trị giống như là cái trong trường hợp bệnh nhân đã có siêu hấp hoặc là sốc nhiễm trùng. Còn nếu không, chúng ta xem xét những yếu tố nguy cơ của nhiễm vi khuẩn gram âm, và xem xét coi là nó có yếu tố nguy cơ của nhiễm Pseudomonas hay không, thí dụ như bệnh phổi cấu trúc, giãn phế quản vân vân. Chúng ta sẽ, nếu có, chúng ta sẽ điều trị như là cái bao phủ cho Pseudomonas. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta điều trị đơn trị liệu một trong những kháng sinh này. Chúng ta điều trị có thể phối hợp, nếu mà chúng ta còn nghi ngờ nó Pseudomonas, chúng ta có thể phối hợp. Còn nếu mà không có những yếu tố này thì chúng ta có thể điều trị đơn trị liệu một trong những cái kháng sinh chống sống Pseudomonas đơn trị liệu, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những kháng sinh bao phủ những phượng gam âm khác. Thì đó là những cái guideline mà hướng dẫn, sơ đồ hướng dẫn chúng ta thấy là chúng ta có thể áp dụng trong cái điều kiện của Việt Nam. Tóm lại thì chúng ta thấy là viêm phổi cộng đồng vẫn là một cái bệnh nó rất là thường gặp, và đặc biệt là những cái nguyên nhân do tụ cầu kháng sinh hay là Pseudomonas gây tử vong cao, những cái người lớn tuổi trên 65 tuổi hoặc là có bệnh đi kèm. Và chúng ta lưu ý cái tình hình kháng thuốc tại chỗ bằng những nghiên cứu ở tại Việt Nam, và chúng ta lưu ý những yếu tố về yếu tố nguy cơ tại Việt Nam để chúng ta có thể điều trị, cập nhật điều trị ngay từ ban đầu cho nó thích hợp, và ngay sau đó thì khi mà có cái tình trạng đáp ứng chúng ta có thể xuống thang nếu có thể được. Đó là những cái nội dung muốn trình bày với các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn.